Xin chào tất cả mọi người. Do dịch bệnh Covid-19 đang ngày càng lan rộng, nên nhu cầu mua dung dịch rửa tay ngày càng cao. Vì thế nên các mặt hàng ngày càng hiếm. Do đó mình và các bạn sẽ cùng nhau làm dung dịch rửa tay ngay tại nhà bằng những nguyên liệu vô cùng đơn giản. Các vật liệu đơn giản gồm dây đam, chiết xuất từ cây dây đam tươi, cùng 90 độ, oxy già, tinh dầu tràm, bình đựng, ly khuấy và các dụng cụ dùng để khuấy. Ngoài ra mình có bao tay để mang khi pha chế. Trước khi làm thì mình sẽ đeo bao tay để bảo vệ da tay trước cồn 90 độ trong lúc thực hiện pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn tại nhà. Mình sẽ pha dung dịch rửa tay theo tỷ lệ 8. Mình sẽ pha chế dung dịch rửa tay này theo tỷ lệ 8:1. Mình sẽ cho một muỗng oxy già vào. Rồi mình cho một giọt tinh dầu tràm. Mọi người có thể cho 2 giọt nếu mọi người thích cái mùi dầu tràm trên tay mình nó lưu giữ lâu hơn. Sau đó mình sẽ cho 2 muỗng dây đam vào. Dây đam này mình đã lông trước 2 muỗng rồi, mình sẽ bỏ vào hết. Sau đó mọi người đánh dấu mực nước mà nãy giờ mình đã pha vào cái ly này. Rồi mọi người đổ chiếc cốc mà mình đã có sẵn. Rồi cũng như vậy mọi người đổ 8 phần cồn vào. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Rồi mọi người khuấy đều lên. Do đây là dây đam tươi nên là cái phần dung dịch rửa tay này mình chỉ dùng được trong một ngày là hết hạn rồi. Còn nếu mọi người mà muốn dùng lâu hơn thì mọi người nên mua dây đam nóng hộp sẵn. Sau khi pha chế xong thì mình đã bỏ dung dịch vào lọ này. Bây giờ mình sẽ mở ra xài thử cho mọi người xem. Thì cái dung dịch này rất giống với lại những dung dịch khác ở ngoài cửa hàng và đã thơm thoang thoảng mùi tinh dầu tràm. Mình chúc mọi người thực hiện dung dịch rửa tay tại nhà thành công. Cảm ơn mọi người đã xem.